Nani? Nani? Ủa vậy anh đang làm gì anh? Đang tập thể dục thấy mày. Tập thể dục hả? Tập thể dục chỉ bựa thế. Đúng. Tập thể dục phải nói tập thể dục. Đau lưng quá. Nhà này hoạt động nhiều đau lưng. Và các bạn đã quay trở lại với HT. Hôm nay là anh em mình nó trúng vé số, nó mua được chiếc Raider. Không biết trúng độc đắc hay là đặc biệt gì mà nó mua được chiếc Raider 2019 các bạn. Thì mình cũng năn nỉ nó, năn nỉ mãi mới cho nó mới cho mượn. Thì nhân đây sẵn luôn là mình review cho các bạn xem chiếc Raider 2019 của chúng ta hôm nay là có gì nha anh em. Ok. Trước tiên là chúng ta sẽ review cái đầu đèn. Ủa mà mẹ đèn này không sao không có bóng tiến. Ủa đèn này không có bóng anh em ạ. Thằng nào kiếm ra được cái bóng đèn chết liền. Chủ xe đâu, để cái ông chủ xe lại kiếm cái bóng đèn coi. Chủ xe có thấy bóng đèn không chủ xe? Anh em có thấy cái xe này không có bóng đèn? Ôi đi. Bóng đèn đây à? Cái gì để đẹp không? Em tưởng anh không biết hả? À mình thấy rồi, mình thấy rồi. Chiếc này là đèn bằng LED anh em ạ. Chiếc này là đèn bằng LED. Căn bản là cái đèn này là đèn hiệu tròn đẹp. Mình chả biết nó là mẹ gì nhưng mà theo mình nghĩ là tròn đẹp thôi. Có đầu đèn này là thêm cái này dạng kiểu cái mặt mà nhìn căn bản cũng giống cái mặt xe, mặt cái con robot gì ta, Transformer vậy đúng không? Giống Transformer đúng rồi. Thì để review luôn cái đèn thì mình bật lên cho anh em thấy. Bật đèn ra chú xe. Rồi. Đó, đèn khá chi là sáng. Đèn LED nha anh em, ban ngày nhưng mà khá chi là sáng luôn. Rồi, bóp pha. Đấy các bạn thấy ok. Khá là ok. Bộ phận thứ hai đó là cái phuộc. Nhìn sơ bộ thì cái này khá là nhẹ nhàng nha anh em. Thì các bạn lấy xe này mới mua đi khoảng 50 cây. Toàn đồ rin cả, không có, chưa có lên đồ chơi gì hoặc là chưa có thay thế bất kỳ phụ tùng gì. Rồi, nhưng mà các bạn có thể thấy là đây, anh sẽ chỉ cho một điều, giống như chiếc R15 hôm nọ thì chiếc Raider này nó cũng bị xì một ít nhớt ở đây, chắc là xì nhớt chứ không phải là do bụi đâu. Đấy, xì một ít nhớt ở đây, cả hai bên phuộc nha anh em, cái này là chắc do lỗi của nhà sản xuất đây. Đấy, hai bên phuộc. Rồi mình có một điều thắc mắc ở đây là không biết là chủ xe có biết không mà mình sẽ hỏi luôn cho anh em. Mỗi lần hỏi lần mẹ là có một chiếc xe máy chạy qua. Thì chắc căn bản là cho nó nhẹ thôi đúng không? Nhẹ thôi chứ mục đích cho nó nhẹ gọn thôi. Nhưng mà chắc là đảm bảo yếu tố an toàn đấy. Tí nữa về tung một thứ chó thì nó có bị vẹo không? Ok. Thì nhưng mà theo mình thấy thì mẹ cứ nhỏ nhưng mà nó có vỏ được. Đúng không anh em? Đúng không? Đúng không? Cứ nhỏ mà gặp thằng nào to cân thằng đấy là không có ngán gì thằng nào nhỏ với to. Đấy. Không ngại thằng nào hết. Đúng rồi, không ngại thằng nào hết. À, ok. Thì theo mình thấy cái phuộc này hành trình của nó rất là dài. Dài đến tới cổ mà. Từ chỗ đây là gọi là chân dài tới nách đấy. Nên đây là chân dài tới cổ. Ok. Và trên cái phuộc này, trên cái chẳng ba này có khắc một số cái ký hiệu. Cũng như là bên trong này có khắc số khung sườn của nó. Này công an đi là công an không cần phải cào chứ mệt đâu. Công an chỉ cần vạch cổ ra là thấy thôi. Không như những chiếc xe khác phải tháo dàn tháo đồ rồi mình còn có lý do mình thương lượng với công an. Ồ, thì xem như tổng quan của nó phần đầu khá như là nhẹ. Với xi nhan. Xi nhan này gọi là người ta gọi xi nhan gì ta? Xi nhan gì? Xi nhan rin. Dạ. Không. Rin của xe, rin theo xe thì mình gọi là xi nhan rin. Đấy. Tất cả mọi thứ đều quy độ về gam, hơn 1 gam tay. Đó, gam của mình hơn gam tay thì tầm 30 chứ mấy nhờ. Gam anh có 20 mà.
23 chứ mấy. Đĩa 30. Sunstar, ở trên này nó ghi Sunstar. Đấy, căn bản là mới, nước nhám của nó đang còn nguyên. Chứng tỏ xe này chưa chạy bao nhiêu hết, chưa hết roda mà anh em, đúng không? Theo dầu thì không phải hãng gì cả. Theo dầu cũng rin luôn, không biết là hãng gì. Ok. Và cái bộ phận tiếp theo mình sẽ review cho các bạn thì từ đầu thì mình giới thiệu đến đít. Đấy, còn cái phần bụng dạ của nó mình sẽ nói sau, ok. Mình sẽ giới thiệu đến phần đít của nó. Rồi, đây là một cái bô rin. Căn bản là chủ xe chưa độ bô, chưa lên bô. À, có khi chủ xe rất là hiền nên là anh ta không muốn độ bô chẳng hạn. Đấy, cái bô rin. Tiếng rất chi là ấm. Đấy, bô khá chi là, họng bô khá chi là nhỏ. Họng bô khá chi là nhỏ nha em ạ. Phải đây chứ. Ủa, cái này nó móc ngược anh em ơi. Móc ngược. Ok. Lốp này là lốp đi lốp 80-90, 17. Wow. Nó là khá ổn cho một chiếc xe thể thao mà mỏng manh, nhẹ nhàng và thích bay lúc nào thì bay. Đấy. À, đi theo đó là gấp thuộc bằng thép. Khá là chắc chắn. Nói chung khá là chắc chắn cho một con xe mà mình nhìn tổng quan thì nó khá chi là mỏng manh, mỏng như lá lúa. Đấy, khá chi là mỏng manh luôn. Để mà nói so sánh với một con Exeter thì con này phải chắc chắn là phải hơn rồi. Cái độ núp gió của nó, độ ma sát gió của nó thì chắc chắn sẽ hơn rồi. Phù hợp cho anh nào mà ưa thích tốc độ bàn thờ để đua bắt hương vàng. Đấy. Đúng rồi. Và mình giới thiệu sơ bộ về chiếc xe rồi. Thực ra mà để mà nói một xe như thế này nó có những điều gì đặc biệt thì mình không biết được. Bởi vì mỗi sở thích, mỗi chiếc xe có một đặc biệt riêng. Đấy, và tùy theo cái sở thích của chủ xe. Mình không phải chủ xe. Đấy, mình chỉ mượn xe mình review thôi. Đấy, nên là thực tế mà nói mình cũng không thấy nó có cái điểm gì đặc biệt cả. Ok, mình sẽ cho các bạn thấy cái đầu đèn bàn thờ của nó như thế nào. Đây, mình sẽ bật đèn lên. Phận đồng hồ Koso khá chi là thân thiện với anh em. Đấy, đây là km. Đây là km trên giờ. Odo của nó là 140 km. Đấy. Chip quãng đường 140. Ok, chip A, chip B. Rồi. Low. 2. Tắt. Thì cái ổ khóa này cũng khá chi là đặc biệt. Đây. Chìa khóa khá là dài. Dài bao phê với mọi hình thức nha anh em, rất là phê. Này là nút chặn ổ khóa đây. Đấy. Và để mở được cái ổ khóa này nó cần đến chìa khóa chính của chiếc xe này. Chìa khóa chuyên dụng của nó. Cắm vào đây. Đẩy xuống. Là nó đã mở được. Bắt đầu mình cứ nghĩ là cắm vào là mình lấy cái cây gì mình chọn được. Mẹ mình cũng thông minh thật đấy chứ. Chọn được thì thôi chứ nó làm cái ổ khóa để làm gì đúng không anh em? Ok, mình sẽ dùng cái này để mình cắm vào. Cắm vào là nó sẽ được ngay. Đó. Ok. Đây, và mình sẽ cho các bạn thấy cái điều đặc biệt nhất trên chiếc xe này mà mình thấy nó là đặc biệt. Còn không biết là các bạn hay anh em thấy như thế nào. Đấy, đó là cái cốp này. Ở đây là một cái cốp. Mình sẽ dùng chìa khóa mình mở. Mình bắt đầu mình nghĩ là nó đổ xăng ở đây nhá. Đổ xăng ở đây thì khá chi là tiện lợi đúng không? Mình ban ở đằng sau này mình chở đồ, mình đi phượt, chở đồ, chở bồ, chở người yêu đấy đến cái xăng mình không cần phải xuống. Mình chỉ việc đứng lại và hết. Đầy bình anh ơi, đấy, mở cái này lên. Nhưng mà tiếc là không phải như mình muốn, không phải như mình nghĩ. Này là một cái cốp xe, cái gì là nhỏ, cái gì là nhẹ, rất là dễ thương luôn anh em ạ. Rồi. Cái này có thể đựng để điện thoại, mà để điện thoại ở đây thì dễ gây cháy nổ lắm luôn. 1,5 kg, có nghĩa là trọng lượng chứa được của nó là 1,5 kg. Anh cũng không hiểu là nó làm cái này để làm gì ta. Mình nhìn thì rất là đặc biệt. Đấy. Mà nếu như tại sao nó không thiết kế ở đây để tí nữa mình sẽ hỏi chủ xe tại sao nó không thiết kế cái mẹ lắm xe đi đấy, chiều mà còn lắm xe đi qua đấy, ổn của mẹ. Đấy, mình sẽ hỏi chủ xe tại sao nó không thiết kế cái ở đây để mình đổ xăng luôn đúng không? Đúng chứ anh? Chứ còn gì mà phải mở yên rồi đổ xăng cho nó mệt. Ok, vấn đề này mình sẽ hỏi chủ xe mà chứ chắc chủ xe đã biết. Mà xe anh, chắc phải đi hỏi nhà thiết kế thôi. Sao anh đi quay mà mặc áo rách hả? Hả? Sao anh đi quay mà mặc áo rách thế? Áo này hả? Đúng rồi. Mày biết mày anh mượn được chiếc xe của nó anh khổ sở đến mức nào không? Anh năn nỉ rách cả áo này. Năn nỉ rách cả áo này nó mới cho mượn xe đây. Đấy, này mày thấy anh không? Đấy, được không? Được. Mặc cái áo rách thôi.
mẹ mượn xe, em mượn xe của nó đấy, trong khi chủ xe thì mặc quần đùi, mẹ anh thì phải mặc giày mặc dép không, mặc áo rách. Thì đây đây chủ xe mình, anh có thắc mắc một chút là anh và chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc một điều là tại sao cái này là cái cốp mà không phải là cái bình xăng, hoặc là không phải là cái để nạp xăng phải không? Ngồi về rất tiện, nếu như mà cái này là cái bình xăng thì rất là tiện luôn. Đấy, đúng không Diễn? Đúng rồi. Tại sao mà mình phải xuống xe rồi, ví dụ đang đèo bồng cái này phải tháo ra để mở được cái bình xăng này và đổ vô, trong khi cái này khoảng rất là ok luôn. Theo mình nghĩ rất là ok. Ủa, thì tại sao? Thấy cái gì đây không? Đây hả? Anh thấy gì đây không? Cái này là cái động cơ, cái máy. Thì động cơ chạy thì nó sẽ như thế nào vậy? Khi động cơ chạy thì nó sẽ như thế nào? Như thế nào vậy? Nóng nào? Lên! Thì nóng, à đúng rồi, khi động cơ chạy thì nó nóng, đương nhiên nó sẽ nóng rồi. Làm nóng lên, bỏ bình xăng như thế này, bỏ bên đây thì quá chà. Đồ. À, hiểu rồi, mình đã hiểu được ý của nhà sản xuất rồi. Đấy. À, bây giờ mình đúng rồi, mình phải có cái gì mình phải mình không hiểu, rồi bây giờ mình mới hiểu được đây. Thì có nghĩa là cái bình xăng mà nó để trên này thì khác gì để cái bình xăng trên cái động cơ. Mà khi cái động cơ nó chạy công suất lớn hay là sao đấy thì nó sẽ nóng. Cơ mà nó ở gần bình xăng thì cũng khác gì đống lửa mà gần đống rơm, đúng không anh em? Có khi đang chạy thì mẹ lại thành món trứng nướng. Trứng cút nướng của chim cu ra ràng hầm kết thủy. Thì đây cái này cũng để tiện cho nhà sản xuất thôi, đúng không? Anh bếp vào đây bỏ gì tiện không? Cái này bỏ gì tiện hả? Để mở ra coi thử cái này bỏ gì tiện. Đồ cái này bỏ gì tiện ra, cái này bỏ gì tiện đây? Bỏ gì tiện vậy? Bỏ ba cao su. Đồ mẹ hợp lý quá rồi. Cái này bỏ được ba cao su này. Ma mà mày bỏ cái hộp này là mày phải bỏ được phải 20 hộp bao cao su ấy. Dùng dần. Bỏ một lần dùng dần thôi. Mẹ phải hợp lý vậy. Nè mà khi mua xe vậy chắc gái nó nhìn nó thích lắm rồi. Không, xe đâu chở gái đâu. Mẹ mà không chở gái thì mày để bao gala show làm gì mày? Thổi bóng bóng chơi vậy hả? Để thổi bóng bóng chơi thôi, cần gì phải chở gái. Mẹ mở chìa khóa chỗ nào chủ xe. Đây. À, kiếm mãi mới ra được cái chìa khóa để mở yên. Đây, đi kèm với đó là bộ phụ tùng gồm hai chiếc phụ tùng này mình nói phải nói là đi liền với lịch sử nhân loại luôn anh em ạ. Hầu như xe nào mua về cũng có hai cái phụ tùng này. Mẹ mà nó gắn như này thì làm sao mà mở cho nó lên. Cổ cha lúc mà cần mẹ. Rồi. Đây. Đấy, cái này chắc mở buri đây. Thì cũng khá chi là giống nhau thôi. Những chiếc xe huyền thoại của chúng ta đều sử dụng hai cái này làm đồ nghề ấy. Cho đó. Anh em có thể thấy ở đây nó chạy rất là nhiều chi tiết về điện, đóm và bình. Bình ắc quy. Bình GS. GTZ 6V. Ok. Và dây điện cầu chì của nó đi khá chi là chắc chắn. Mình thử nhổ cái cầu chì lên thử coi nào. Không phải cầu chì, cái này là ổ điện đó. Thôi, tốt nhất là không đụng đến. Ở đây, mình sẽ cho các bạn thấy cái bộ máy của nó. Bộ máy này là nó in thế này là 1300 ml. Mà tại sao mình không hiểu là tại sao nó không ghi là 1000, 2000 hoặc là 5000, 10000 gì đấy mà nó ghi chỉ có 3000 thôi nhỉ? Không biết cái số này để làm gì không biết nữa. Và theo mình biết thì cái động cơ này là dung tích 147cc nha anh em. 147 cm khối. Khá chi là gọn, khá chi là suôn. Núp gió là cực kỳ là chuẩn. Đấy. Mà anh. Hả? Trừ 6 xe buýt là gì anh? 6 xe buýt đây hả? Đúng rồi. 6 xe buýt. 6 xe buýt là gì ta? Speed là tốc độ. Đấy, tiếng Anh không rành nhưng mà anh hiểu speed này là tốc độ. Chơi game nhiều biết mà đúng không? Speed là tốc độ. Đúng rồi. Đấy, 6 speed là 6 tốc độ, có nghĩa là 6 cấp số. 6 cấp tốc độ khác nhau. Đấy. Thì chiếc xe này mình nhìn sơ mình biết cái này là có 6 số. Anh nào nhấp đến số 8 là anh đấy là hơi bị mệt đấy. Cái nãy là có thằng em nó mượn xe đi mà nó bảo đùa em nhấp đến số 8, mà phải nói là kinh khủng. Này thằng này nhà sản xuất phải nghiên cứu chiêu dụng nó về để sản xuất xe cho nhà sản xuất mới được. Đấy. Đây, và cái động cơ nó khác cái này chính xác là DOHC 4 van. Có nghĩa là động cơ 4 kỳ với động cơ làm mát DOHC, làm mát bằng khí động học. Thì anh em mình có thể thấy được cái kết nước của nó. Kết làm mát của nó khá chi là to. Đấy. Khá chi là to luôn anh em ạ. Anh em có thể thấy cái kết nước khá chi là to. Và này chắc phải khuyên chủ xe là gắn thêm một cái cảng để bảo vệ cái kết nước này. Nếu mà đi tốc độ cao quá, nhiều khi phiêu quá ấy, phiêu quá mình bắn tốc độ mạnh quá thì sạn sẽ văng đây.
dẫn đến cái nước nó bị gì? Bị lúng. Đúng. Ừ. Nhìn tổng quan thì thấy chiếc xe này khá chi là lắm ốc, nhiều ốc luôn. Đúng. Thế buồn buồn mà thiếu mùi nhậu ấy, tháo bớt ốc ra xào nhậu OB. Ok luôn đấy. Này xong cứ chấm mắm này đấy, cứ tháo con ốc ra rồi chấm mắm thôi là có mùi nhậu ngay. Cái này có phải nó té đâu nó cong ta? Chiến. Chắc té đâu rồi chứ. Chắc té đâu rồi. Để hỏi tí hỏi chủ xe, nói chung là chứ mà có cái gì thắc mắc cứ hỏi chủ xe. Anh chỉ đứng ra anh nói cho nó vui mồm thôi. Thực ra chả biết mẹ gì cả. Đấy, ok. Nói lằng nhằng nó mất công người ta lại nó đúng thì không sao mà nói chật phát là mẹ dân làng nó chém đá ghê lắm. À vào đây, mình phát hiện ra một cái là cái này sâu như cái giếng đây. Cái này là mực báo mực dầu, mực nhớt của động cơ. Này ở trên là F và ở dưới là L. Thì mình đại loại mình nghĩ là trên này là mát mà ở dưới là min. Thì vừa rồi thì mình cũng có một số cái chia sẻ của mình và cũng như là chủ xe chia sẻ đến cùng anh em. Đã hiểu được phần nào trước rider và cái cấu tạo thiết kế của nó là cơ bản nhằm cái mục đích gì rồi anh em ạ. Wow, khá chi là phê. À, được. Khổ cái là tệ con này không đội mũ vào. Mũi nó đập vào mặt, mũi ruồi nó toàn đập vào mặt đấy. Được, khá chi là ok, khá chi là ổn định nha nhá. Không có tiền thì có tiền cũng mua một chiếc, chạy ra đúng không? Mua chứ mua. Nhẹ, rất là nhẹ, khá chi là nhẹ nhàng nhá. Anh em sẽ chiêm ngưỡng tôi bốc đầu cho anh em nói. Chiếc xe mua bao nhiêu tiền? 54 à. Xe mua 54, ok. Bán cái nhà mình chắc đường 100 thì cũng được. Rồi mình rất liều luôn, bốc đầu mà lỡ mà bị gì thì bán nhà đền cho nó, đền cho chủ xe. Mua luôn con khác nữa về. Cái bán là xe chạy chuối Roda nên cũng nhẹ nhàng tình cảm chút. Đéo đắt. Cười chặt, đào đéo trả lời mọi người. Có gì? Đơm có. Ra đơ lên đầu là một chuyện nên khó hơn lên trời. Lái. Thì mình nhấp thử vài cái thôi chứ thực ra mà nó để mà bốc đầu thì cũng phải mặc giáp rồi phun phay các kiểu. Đấy. Nhưng có mấy anh em làm theo dưới mọi hình thức nha. Với lại là cũng xót xe cho chủ xe nữa. Mình làm nhẹ cái nhưng mà chủ xe mẹ nó tức lắm không á. Bảo đi mẹ nó mượn xe review còn phá xe nữa. Tiếp vào chúng tôi ra đến đây là hết. Thì các bạn xem vui hay like, nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ anh em chúng tôi. Và nếu như các bạn thích thì các bạn có thể đến hãng mua và test chiếc xe này trước khi mua. Chiếc xe này với giá ở hãng khoảng 56 triệu. Nhưng mà chúng tôi anh em dân nhà nghèo, dân miền núi nó bớt 2 triệu. Còn 54. Ok, thì căn bản giá chi khá chi là hợp lý cho một con xe phải nói là tốc độ bàn thờ và có thể tham gia được các giải đua bát hương vàng nha anh em. Ok, cảm ơn các bạn.